chiếc đâu đẹp hơn. Rồi mời bạn Vi hát bài Ngày Mùa Vui. Vi ơi, Vi ơi, mời Vi hát bài Ngày Mùa Vui Vi à. Rồi lát nữa em hát cho mẹ nghe bài nha. Rồi mời bạn Vi hát bài Ngày Mùa Vui Vi. Ngày Mùa Vui nha. Ừ. Rồi đứng đây hát nè. Còn 20 ngày nữa là Vi tròn 3 tuổi rồi. Rồi Vi hát cho mẹ nghe đi. Đi chơi ở trường Bông Trắng nè, trường mẫu giáo Bông Trắng hay còn gọi là trường mẫu giáo Bình Hưng nè mẹ nè. Rồi em vô đá banh đi em, cửa đây nè. Kìa cái này. Rồi, vô đi coi. Ê, ra, ra đây, ra đây. Rồi, đá banh đi Vi. Rồi, cắt cho em. Rồi, để đó đi. Rồi, bóng. Rồi, đá bóng đi Vi. Giỏi quá. Rồi đá tiếp vô khung thành luôn.